rút đây lẹ chờ mình không chờ ở đây bao nhiêu lần nhất trong đội ấy rồi ấy bằng mới đội em bữa mùa đứng đèn á tại mấy trận rồi mà vô được anh có hai trận thì một trận vô anh có rồi do mấy đội chỉ yếu á không phải công bạn à có chứ công bạn mấy trận bạn hai trận bạn ba rồi không có đội lên tém thì yếu thua mấy trận đầu tiên thua tém trái có gặp lý thương kiệt không à, để nhiên có thể thái với lên con tém lý thương kiệt nó mạnh lắm lý kiệt như không đé sao hồi đó anh đá lý thương kiệt lại cho học viện học viện sống của em một tờ đem thay còn gặp người sống nè chúng ta gặp người sống nè gặp thua 11 nữa mấy anh đi được vậy người sống anh ăn ăn chừng anh 10 không
Jason Mail không? Để có thể đá banh của Chelsea á. Chứ đá banh thích thằng nào? Thích cầu thủ nào? Mẹ giống ai? Tại giống mẹ không? Biết không giống mẹ không? Giống sơ sơ. Đâu, rồi, thẳng rồi. Cảm ơn. Không có quay được không đó. Cái xem gì không? Hồi xưa mà anh thích thằng nào anh mở ở YouTube lên coi skill của ông cái này à. Giờ tập với chồng em cũng đang được nói phép rồi lại lẻo quá không nói rồi gôn chìm em thẻ hén chạy luôn có hén luôn à mày đi coi không có mấy á được hôm qua nó múa xong rồi nó giật người ta giống như đâu quá sợ hén kia hai lần xong rồi mất banh luôn ôm nó ăn nó cánh tay nó rất kiểu cánh tay nguyên nó sẽ hén hai lần xong rồi thằng này mất nó lượm được banh nó ôm rồi nó quăng này luôn rồi mình mới thấy nó vợ rồi đó. Tiếp tục hai tuần luôn rồi. Dạ. Chắc luôn rồi, chắc vừa. Chắc vừa. Bè đi còn. Bè em đi Đà Nẵng, bè em mới xử. Tại vì đá banh hồi năm 2018 không gì 2018 giờ nó lên mà à? Dạ, giờ mới xử đá banh gì đem lên banh ăn để tao xử luôn tao vẫn đem tao xử luôn đem xử 3 năm rồi đi 3 năm sẽ nhảy không đâu dụ chú em rồi nói chung là mấy người Gia Lai là 3 năm hết chú bạn ba em là 3 năm hết rồi chỉ có đau dụng 18 năm à đau dụng cũng biết má không đau dụng tay nhà giàu rồi lo hết rồi mới đi 3 năm rồi đúng không bữa đó năm từ 5 năm đến tới 7 năm giờ còn 3 năm mua không mẹ em đi vẫn tắt rồi rồi đang đi chơi à? Ở đâu? Đi Thái Lan. Để đi. Để đang chơi. Thời gian. Đi Singapore. Đây không được xuống rồi anh. Anh xem sơ đồ ngoài này. Biết.
giờ bay đi lần này rồi? Bay em đi bữa đi 8 tháng á. Chủ gì? Mấy ghe. Rồi trước đó nữa? Trước đó thì mấy năm trước thì có đi nhưng mà không biết. Hồi đó con nhỏ rồi. Bữa đó đẩy ghe ba mẹ em tạm giam 5 tháng. Ngoại em tạm giam 4 tháng. Còn ngoại thì bưng rèo chạy được. Vô tới nơi không ạ? Bắt ở ngoài chiếc xe. Mẹ em với ngoại em bán nước bí đó. Cũng bị. Bởi vậy? Mẹ em thì thu tiền đó. Bà ngoại thì bán nước bí ăn cơm. Mẹ em ở trong đó 5 tháng nữa. Còn ai là nhé? Ai nuôi? Chú Tấn. Ba mẹ lúc đó đi chung luôn. Đi cùng mình. Mẹ đi trước, mẹ đi sau. Mẹ ra là bắt đầu về vui. Có buồn à? Ở nhà đâu có ba mẹ gì đâu. Một mấy đứa em hả? Ba đứa. Tiền ở ai chuột, ta trợ cấp. Em thi bà nội, mấy cô chú rồi. Đó tao hoài cũng đi luôn mà. Hoài cũng đi mà đi. Hoài đi 4 tháng. Tạm giam. Xong rồi sửa hẹn chưa? Trong bếp khăm á. Tính để xong mình cắt như thế này, nóng quá. Cắt đi. Nghĩ rồi chắc để chân nồi rồi đúng không? Nghĩ để hay gì rồi. Sợ chứ mình cũng thấy là gì pin cũng chạy pin nó quay người xong rồi nó cắm pin chạy xong tẹo rồi này vi bang nhiều không thấy không thấy thôi máy giả của tụi em tổ chức là nó vua thay lưới hết á còn giả này thì trận thần thái trận đầu tiên với năm bèn là lại lượng đi phải lưới trận đuổi mới biết năm bèn là sáu cái nếu chắc là có một chút sạch vô địch người lên rồi vô địch mới còn một lúc khác thì vô bán kết rồi nó mới thắng trận bán kết nữa.